ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều niềm vui. Hôm nay là thứ sáu rồi cả nhà. Chúng ta mới vừa nghỉ lễ xong, cái hôm qua quay trở lại làm việc xong, hôm nay cuối tuần. Ngày mai mà doanh nghiệp nào làm thứ bảy đó thì ngày mai sẽ làm, những doanh nghiệp nào làm hành chánh, đơn vị hành chánh luôn. Ngày mai học sinh, sinh viên đều cũng học bù. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hành chánh sự nghiệp cũng làm bù cái ngày nghỉ 29, nghỉ thứ hai tuần rồi, thứ hai vừa rồi. Cho nên ngày mai còn ngày làm việc nữa thì chủ nhật cả nhà. Tức là lay quay cái là hết tuần, hôm nay thứ sáu là cuối tuần rồi. Thì video của Xuân Mỹ cũng không nằm ngoài những cái kết cấu video trước đây. Xuân Mỹ cũng sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến cậu Út Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Mọi người ơi, có ai còn mưa không? Chứ ở đây á, là hôm bữa ở Cần Thơ mưa được đám mưa to đùng gần tiếng đồng hồ, xong sau đó nắng quá trời mọi người ơi. Nắng nóng kinh khủng khiếp, hỏi ở đâu đâu cũng nóng. Hồi trước á, là cây quạt á, cây quạt máy là nó quạt mát cho mình đúng không? Bây giờ cây quạt sao mà quạt toàn hơi nóng không à cả nhà. Trời nóng này thì hỏi ra thì ai cũng ở nhà bật máy lạnh, hoặc là ở trong, người đi làm việc cũng không có muốn ra khỏi văn phòng á, cũng ở trong văn phòng bật máy lạnh rồi kêu đồ ăn về. Kêu đồ ăn, kêu ship order đồ ăn ship về tới văn phòng công ty ăn chứ không đi ra ngoài cả nhà, vì giờ này ở ngoài là 38-39 độ, thành ra rất là nóng. Như Xuân Mỹ cũng sáng nay cũng đi công chuyện nè, cũng gặp một số gặp gỡ một số người. Thì Cần Thơ á, ở trong nhà là 37 độ nha, mà ở ngoài trời đang chuyển mưa. Hy vọng là sẽ có một đám mưa nữa, ngoài trời đang có mây đen cả nhà, cho nên nhiệt độ có phần giảm xuống. Hồi nãy á, lúc chưa chuyển á, thì là 39, bây giờ thì là xuống 37 nè. Nóng lắm. Xuân Mỹ vừa mới đi về, tranh thủ lên video 8 với mọi người. Đầu tiên Xuân Mỹ sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official như thường lệ. Kênh thì vẫn là 166.000 người đăng ký ha. Ở đằng sau nó có lẻ nhưng mà chưa có phực lên 167 vì nó chưa đủ 1.000. Thì mỗi một ngày chúng ta, mỗi một người chúng ta giới thiệu thêm một người đăng ký kênh của Cường thì 1.000 người thì chắc chắn sẽ lên 1.000 sub thôi. Mọi người đi đâu, nghe nhạc, cài view ở đâu thì cũng nhớ quay về cho kênh của Cường một cơ số view ha, một cơ số view để tăng tương tác giữa kênh với khán giả YouTube nha. Đây cả nhà ơi, đây là ngôi nhà chính của Cường mà, cho nên chúng ta thích bài nào chúng ta nghe. Xuân Mỹ thì vẫn nghe Cung Đàn Thương Nhớ. Xuân Mỹ đã tập hôm nay là tập karaoke bài Cung Đàn Thương Nhớ rồi cả nhà. Hát cũng tạm tạm, để bữa nào hát tròn trịa thì thu lại đăng Facebook được chơi chứ. Chó vui đu trên cũ Gò Công rồi ha. Đấy cả nhà nhớ nha. Còn trên fanpage thì, trên Facebook thì Xuân Mỹ vẫn quay trở lại giới thiệu fanpage của Cường. Đây là fanpage chính thức mà, cho nên Xuân Mỹ vẫn cập nhật lại cho mọi người. Cả nhà nhớ ha, 16.000 người đăng ký. Và cái email để làm việc về âm nhạc là contact.hovancường@gmail.com. Doanh nghiệp, tổ chức, bầu show, ca nhạc sĩ nào muốn trao đổi với Cường liên quan âm nhạc thì gửi mail contact.hovancường@gmail.com. Và chúng ta tiếp tục cập nhật show diễn. Đây, 30 tháng 5 Bình Mây, 30 tháng 5 Bình Mây ha, 1 tháng 6 Bến Thành ha, 1 tháng 6 Bến Thành và 8 tháng 6 Lulu Lola Đà Lạt. Thì có khán giả hỏi Xuân Mỹ, bây giờ Xuân Mỹ vào ngay cái link vé của Mây luôn. Khán giả hỏi Xuân Mỹ cái vé của bên Mây nhiều chưa thì Xuân Mỹ xin cập nhật chút xíu nha cả nhà. Cả nhà đợi em chút xíu nha, em tua đến cái phần link vé của Mây. Khá, tức là show 30 tháng 5, hôm nay là ngày 3 rồi, còn 27 ngày nữa ha. 27 ngày nữa sẽ tới show 30 tháng 5 ha. Show 30 tháng 5 cũng khá nha cả nhà. Đây là poster của Mây trên link vé. Hồ Văn Cường, mini show Hồ Văn Cường, Cung Đàn Thương Nhớ. Khách mời Lý Minh Trí. Đây, khách mời Lý Minh Trí ha, chủ đề là Cung Đàn Thương Nhớ. À, còn vé 1.200.000, 950 và 750 nha. Vé 500 đã hết từ trước lễ rồi. Đây
để zoom cái sơ đồ vé nhỏ nhỏ lại cho mọi người coi nha. Nè, khá khá rồi nha. Vì nó còn xa cho nên Xuân Mỹ chưa đếm vé, nhưng mà bên May á, là bao giờ họ cũng dự phòng là 500 trên cả nhà. Sơ đồ họ lúc nào cũng 500, 450, 500 thì cả nhà nhìn đi ha. Cái sơ đồ vé nè, cái này là bên tay phải nè, cả nhà nhìn thấy ha. Cái ghế màu hồng nè, cái ghế màu hồng này là hết rồi nha. Đó, còn ghế màu đỏ, màu vàng, màu xanh thôi, còn có ba loại ghế mà cả nhà nhìn cái sơ đồ vé nè. Nhìn cái này thì mình ước lượng tầm hơn 200 vé rồi đó. Ha, rồi đó. À, đó là show của May. Show của May Sài Gòn 30 tháng 5 ha. Khách mời là Lý Minh Trí. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào show của Bến Thành nè. Sơ đồ vé của Bến Thành. Bến Thành thì 1.700.000, 1.300.000, 1.500.000, 300. Vẫn còn đủ ha. Đủ 4. Đủ 4 loại vé ha. Sơ đồ vé của Bến Thành này nó có chiều ngang cả nhà. Nó chiều ngang như cánh quạt vậy đó. 5 loại, 1.700.000, 1.300.000, 1.500.000 và 300, 5 loại nha cả nhà. Đây, của Bến Thành họ cho mình nè. Nè. Bến Thành 1.700.000, 1.300.000, 1.500.000 và đây là cái sơ đồ vé nha. Đấy. À, sơ đồ của Lulu Lola thì đây. Lulu Lola thì bên nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng đã công bố khách mời cũng như là chuẩn bị list nhạc ha. Lulu Lola thì 1.900.000, 1.700.000, 1.900.000 là khu vực hoàng hôn, 1.700.000 là khu vực chiều tà, 1.500.000 là khu vực chạng vạng và chập choạng là khu vực 900.000. Nhá nhem là 500.000 ha. Đây cái giá vé ha. Và đây là sơ đồ của Lulu Lola cả nhà. Cái 1.900.000 là cái khu vực đỏ nè. Khu vực đỏ. Rồi cái khu vực vàng là 1.700.000 ha. Khu vực vàng 1.700.000. Khu vực hồng là 1.500.000. Khu vực hồng là 1.500.000 ha. Khu vực hồng này 1.500.000. Khu vực màu xanh này là 900. Cái khu vực xanh dương, xanh da trời đó là 500 ha. Xuân Mỹ xin đây cái poster của Lulu Lola 50 năm, Nguyễn Nhất Huy 50 năm vẫn nợ cuộc đời. Khách mời là Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Văn Cường, ca nhạc sĩ Sơn Hạ và Lâm Hùng. Toàn là những ca sĩ có tên tuổi. Cường là thế hệ 10X, mấy anh kia là 7X. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy là người đứng ra làm cái chương trình này ha. Hứa hẹn nhiều cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sẽ được các ca sĩ trình diễn ở tại Lulu Lola Đà Lạt trên sườn đồi, đứng trên chiền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường, từng đôi đi trên phố vắng. Trong cái không gian lãng mạn ấy, chúng ta sẽ nghe những cái nhạc phẩm về cha, về mẹ, về ông bà, về người thầy. Và chắc chắn là mọi người sẽ được nghe cổ Gò Công hát live ở ngoài bài Người Thầy ha. Nghe bài Người Thầy với chính cái người cha đẻ của nhạc phẩm Người Thầy là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy làm cái chương trình này. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sẽ là cái người tổng đạo diễn, là người sản xuất, người tổng đạo diễn luôn trên Lulu Lola Đà Lạt. Thành ra là quý khán giả nào sắp xếp được thời gian thì chúng ta, thời gian là 30 tháng 5 là ngày thứ 5, 1 tháng 6 là thứ 7 và 8 tháng 6 là thêm một tuần nữa tới nữa ha. Thì bút vé xem show, Xuân Mỹ chị sẽ là người kết nối cho quý khán giả gặp bạn Hồng Phước để đăng ký vé và đăng ký xe đi Đà Lạt gì đó thông qua FC ha. Thì số Zalo Xuân Mỹ thì mọi người biết rồi, và Xuân Mỹ xin lặp lại là 0913136109 ha. Xuân Mỹ xin nhắc lại như vậy. Vé của show 30 tháng 5 thì cơ bản, vé của Bến Thành thì vẫn đang bán ra, Xuân Mỹ chưa có hỏi cái sơ đồ vé hiện tại ha. Bây giờ mình tập trung cái show 30 tháng 5 và 1 tháng 6. Thì
Hôm qua thì Xuân Mỹ vẫn còn thấy đâu đó một số người vẫn còn nói về cái show 30 tháng 4, trong đó nói về cái việc vé full phòng của 30 tháng 4 này nọ. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ như thế này, theo cái suy nghĩ Xuân Mỹ nha, show 30 tháng 4 thì đã qua, đã thành công rồi, chúng ta vui với anh Sơn và Cường đi. Và chúng ta giữ, ai mà đi show trực tiếp nghe show á thì hãy giữ cái cảm xúc náo nhiệt, rạng rỡ, vui vẻ trong cái phần giao lưu cũng như là ấm áp trong cái phần nghe nhạc của bác Văn Ngọc Sơn và các ca sĩ cũng cùng cùng Cường và các ca sĩ, thì chúng ta hãy giữ cái cảm xúc đó. Ngày hôm qua 2 tháng 5 rồi, chúng ta tự hào là show thành công. Và chúng ta nói là những cái con lươn này nọ nọ kia á, những cái con lươn thì cảm thấy tức tối ganh tị vì show 30 tháng 4 á, là tụi lươn là muốn làm bể show gì đó. Nhưng mà ở đây theo cái suy nghĩ Xuân Mỹ nha, thì với góc độ là anh Sơn á, anh Sơn là một cây đại thụ thật sự, mà nói 30 năm trong âm nhạc, trong giới nghệ thuật thì cũng là nửa đời người rồi cả nhà. Thì ảnh hơn 30 năm rồi, 17 tuổi là ảnh đã có những cái ca khúc mới cho mình rồi, thành ra là coi như là hơn 30 năm sống trong giới nghệ thuật. Anh Sơn mà làm show thì khó bể lắm, kiểu gì ảnh cũng binh được. Ở đây nha, ở đây Xuân Mỹ tự tin mà nói như vậy, cho nên chúng ta đừng có quan tâm là lương hay là không lương gì, phá show trong cho show gãy show này. Khó khăn trước trước show có 3 ngày mà người ta còn dời, người ta làm xong cái sân khấu hoành tráng với cái hiệu ứng đèn led, cả nhà thấy không, lung linh luôn, lung linh sắc màu luôn. Thành ra là trong cái suy nghĩ của Xuân Mỹ nha, Xuân Mỹ rất là tự tin vào anh Sơn. Và đừng đừng ai nói là lương mong là phá show Cường, phá này phá kia Cường, khó mà phá được lắm. Vì là sao cả nhà biết không? Nếu mà phá thì Cường đã không có trở lại sân khấu vào năm 2021 cho tới giờ. Đúng không cả nhà? Xuân Mỹ nói như vậy cả nhà thấy đúng không? Nếu mà thật sự họ muốn phá là Cường sẽ không quay lại sân khấu được đâu. Nhưng với cái sự dẫn dắt của anh Sơn thì Xuân Mỹ đã tin ngay từ đầu là một khi anh Sơn đã bước ra đứng mũi chịu sào, nắm tay Cường đi tiếp trong cái giới giải trí, đi tiếp trong cái con đường âm nhạc để Cường thực hiện cái đam mê của mình, thì khó mà phá Cường lắm. Mà một khi anh Sơn đã đứng ra làm show cho Cường thì rất là khó phá anh Sơn. Cho nên chúng ta show đã thành công rồi thì chúng ta hãy vui với anh Sơn và Cường đi, chúng ta đừng có nhắc tới cái chuyện lương hay không lương nữa. Lương không có phá được đâu, chỉ một vài người. Mà bản thân một người bình thường như chúng ta đó, thì sống trong cuộc sống á, thì cũng có người thương kẻ ghét đúng không? Thì ai thương mình thì mình quý trọng người ta, ai ghét thì mình phớt lờ. Thì cả nghệ sĩ cũng vậy, nghệ sĩ thì họ cũng có lượng fan yêu mến trung thành với mình, và cũng có một số anti-fan. Thì anti-fan có nói gì có làm gì thì cũng là anti-fan đúng không? Họ họ có ghét thì họ cũng phải nhìn Cường đi tới mà thôi, họ cũng phải chấp nhận sự phát triển thành công của Cường đúng không? Nếu họ phá được thì Cường đâu có trở lại sân khấu như ngày hôm nay đúng không cả nhà? Cho nên chúng ta cứ phớt lờ đi. Mà show đã qua rồi, 30 tháng 4 đã qua, đã thành công náo nhiệt trên những cái live stream, trên những cái sóng live stream của các YouTuber và trên Facebook của fanclub, là chúng ta đã thấy show thành công như thế nào rồi. Chúng ta hãy vui đi, chúng ta phớt lờ cái chuyện lương đi. Và những ai mà đã có cái suy nghĩ, đã có cái tư tưởng, đã suy nghĩ và có những cái bình luận cho rằng Xuân Mỹ là người mong mỏi show bị hủy, thì hãy bỏ cái tư tưởng đó đi. Bởi vì Xuân Mỹ, những ai theo dõi kênh Xuân Mỹ thì biết ngay từ những ngày đầu tháng 10 năm 2021, tháng 10, tháng 11, 2021, thì Xuân Mỹ đã biết chắc là Cường sẽ theo đội anh Sơn với anh Thụy rồi. Thông qua cái việc tìm hiểu thông tin và thông qua trao đổi với cô cũ của Cường, và thông qua cái nhìn cái trên cái thực tế, cái cục diện thực tế, thì Xuân Mỹ lúc đó là có Hoàng Hường rồi có Phương Lê đều đứng ra cả nhà thấy không, cũng có rồi một kênh YouTube Anh Nông Dân nữa. Nhưng mà Xuân Mỹ thấy là chỉ có anh Sơn và anh Thụy mới là người có thể là đủ sức
đủ sức mạnh ở đây là tiềm lực về kinh tế và là sức ảnh hưởng á, tầm ảnh hưởng á, dẫn dắt Cường đi tới thôi mà. Quả thật là đúng như vậy đúng không? Cuối cùng là Cường đi theo anh Sơn ra Ninh Bình biểu diễn cho tập đoàn Xuân Thành. Đó là những ngày đầu trở lại sân khấu. Thì không thể nào mà lương lẹo gì đây khóa được đâu cả nhà. Không có thể nào mà một vài lời chửi rủa hay một vài lời khích bác mà có thể phá được show người ta. Mà nhất là anh Sơn nữa. Anh Sơn mà đã làm show thì không bao giờ mà đó cả nhà thấy không? Chỉ có 3 ngày nữa diễn ra show diễn thôi. 27 là S Entertainment chỗ S Quang Ngọc mới thông báo là dời lên Thủ Đức, nhưng mà cuối cùng 28 phải chọn một địa điểm khác, Bình Dương. Trong một thời gian nhanh, trong một cái thời gian gấp rút có mấy chục tiếng đồng hồ mà người ta làm một cái sân khấu hoành tráng như vậy thì cả nhà thấy không? Cái tầm của người ta cỡ nào rồi. Nó là giao cho S Entertainment chịu trách nhiệm sản xuất cái chương trình, nhưng anh Sơn vẫn là người đầu tàu trong tức là quán xuyến, ảnh cũng theo dõi quán xuyến mọi việc. Và chúng ta thấy cái lịch trình của anh Sơn diễn dày đặc, nhưng mà cả nhà thấy không, rõ ràng khi anh Sơn ra, anh Sơn chia sẻ, cả nhà thấy không, luôn luôn lúc nào cũng là người sẽ đứng đằng sau dẫn dắt Cường, và ảnh cho Cường là truyền nhân. Bởi vì Cường hát bài Tình Cha, cả nhà thấy không, nghe nhức nhói con tim luôn. Rồi Lòng Mẹ, Tình Mẹ, hát với anh Sơn thì nó chỉ có là vô bài, nó ngọt ngào, nó gơ với nhau thôi, chứ cả nhà thấy không, rất là nhiều, mình nghe cũng rất là nhiều người hát Tình Cha, nhưng một khi mà Cường và anh Sơn song ca thì nó khác. Đấy, thành ra là ngay từ những năm 2021 là Xuân Mỹ đã tự tin là anh Sơn sẽ dẫn dắt Cường đi tới rồi. Thì bây giờ làm sao mà Xuân Mỹ là người mà mong cái chuyện đó đổ vỡ được, đúng không? Xuân Mỹ bao giờ cũng phải là mong cái chuyện đó nó hơn năm 2021 chứ, làm sao mà ai mà suy nghĩ thụt lùi được. Con người ta không bao giờ suy nghĩ thụt lùi, Xuân Mỹ bao giờ cũng nghĩ cái tới, cái hướng tới hết trơn á. Thành ra có một vài người thôi, một vài người có cái suy nghĩ ấu trĩ, bảo thủ với cái định kiến, không thích Xuân Mỹ thì nói như vậy thôi. Nhưng mà cô chú anh chị khán giả xa gần mà theo dõi Xuân Mỹ trong hơn 2 năm qua thì chắc chắn Xuân Mỹ sẽ tin rằng là cô chú anh chị sẽ không có nghĩ sai về Xuân Mỹ ha. Ai nghĩ sai thì từ từ rồi sẽ hiểu, Xuân Mỹ không có trách đâu. Nhưng mà Xuân Mỹ kêu gọi mọi người là hãy tập trung cho show diễn 30 tháng 5, 1 tháng 6 và 8 tháng 6. Đừng có suy nghĩ về cái, đừng có lăng tăng, đừng có suy nghĩ về cái show 30 tháng 4 nữa. Bởi vì show đã thành công rồi. Chúng ta hãy nghĩ là, chúng ta hãy tự nhớ về nó là một cái show diễn thành công nữa của Cường đi, trong tháng 4. Sau cái show 24 tháng 4 Nhâm Nhi Guitar thì 30 tháng 4 cũng là một show thành công của Cường dưới sự dẫn dắt của anh Ngọc Sơn ha. Từ đây về sau, hễ mà nói về bên ekip anh Sơn thực hiện thì cho dù trước đó nó có những cái khó khăn, cái trúc trắc gì, nhưng mà chúng ta hãy tự tin là bên anh Sơn sẽ làm được. Xuân Mỹ không bao giờ không bao giờ mà có cái suy nghĩ, có cái tư tưởng thụt lùi là Cường và anh Sơn sẽ không thế này, không thế kia, chứ không bao giờ trong tư tưởng của Xuân Mỹ, không có tư tưởng của Xuân Mỹ lúc nào cũng có cái niềm tin là anh Sơn mà làm thì là chắc thắng, chứ không có để thua được. Và anti-fan cũng không thể nào mà đá động tới được, can thiệp tới được. Chỉ một vài lời nói quá khích trên mạng thì không thể nào làm được. Bởi vì so với nhiều người, anh Sơn là cây đại thụ trong làng âm nhạc rồi, học trường lớp bài bản đàng hoàng rồi, và sống một cái, và trước mọi người luôn sử dụng những ngôn từ ôn hòa, luôn luôn dĩ hòa di quý để mọi thứ tốt đẹp, thì không thể nào mà phá anh được ha cả nhà. Rồi đó là nói về show diễn, cũng như là nói về các cái show, các cái chương trình vé. Thì Xuân Mỹ rất mong mọi người hãy tập trung ha. Xuân Mỹ vào Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen hôm nay có tin gì? Thì hôm qua thì Đại học Hoa Sen đã có một cái chương trình giao lưu với nhà văn Mỹ đạt giải Pulitzer, giáo sư Robert Olin Butler. Ông ấy có một cái lời như thế này: hãy làm những gì tốt nhất có thể, một cách chân thành và tận tâm nhất có thể. Đây là rất nhiều lời khuyên của tựa na ná như vậy đối với cái thế hệ trẻ, thế hệ đi trước thường hay khuyên thế hệ đi sau. Và đó là một cái lời nhắn nhủ của nhà văn Robert Olin Butler, người từng được giải
Pulitzer đã gửi đến các bạn sinh viên Hoa Sen và các bạn trẻ nói chung trong buổi trò chuyện chiều hôm qua 2 tháng 5. Sau hơn 17 năm trở lại Việt Nam thì ông đã chọn trường Đại học Hoa Sen để chia sẻ câu chuyện và bài học từ người Việt Nam. Chương trình thì có sự tham gia của đông đảo các đối tác ngoại giao, nhà xuất bản sách và giảng viên sinh viên Đại học Hoa Sen. Tại buổi trò chuyện thì giáo sư Robert Olen Butler kể lại con đường văn chương của mình với nhiều tình tiết lý thú và hành trình để ông giành giải thưởng Pulitzer năm 1993. Đây là một cái giải thưởng danh giá trong văn học nghệ thuật ở quốc tế đó cả nhà. Một giải thưởng trong lĩnh vực là báo chí văn học xuất bản. Ông cũng gây thích thú cho sinh viên khi trổ tài nói tiếng Việt. Năm 1969, Robert tham gia quân đội Mỹ và được đưa đến miền Nam Việt Nam. Ông cho biết khoảng thời gian ở Việt Nam giúp ông khai mở được mọi cái giác quan khi sáng tác. Đất nước của các bạn đã trở thành một phần lâu dài trong tôi, và sự hiện diện này tiếp tục lớn lên, hình thành tiếp thêm năng lượng và hướng dẫn quá trình sáng tạo của riêng tôi. Buổi trò chuyện này giúp cho sinh viên nhận ra một cái tình yêu của một người ngoại quốc dành cho Việt Nam, đặc biệt với một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Chính tình yêu ấy đã góp phần tạo nên tác phẩm thành công trong sự nghiệp văn học của ông. Đây là những cái hình ảnh tại buổi chia sẻ của giáo sư. Nhà văn Robert. Hình ảnh này là đây. Hình ảnh này là tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, chủ tịch hội đồng trường, và phó giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, bí thư đảng ủy hiệu trưởng, gửi qua và quà lưu niệm cho giáo sư Robert và tiến sĩ Dương Ngọc Dũng tại tham gia buổi trò chuyện. Giáo sư Robert nè, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, cô Thúy và ông Đỗ Mạnh Cường. Ở đây những hình ảnh tại buổi giao lưu, phần chia sẻ của giáo sư Robert. Đây cả nhà, ký tặng sách. Đấy, phần tham dự của các bạn sinh viên. Đây, những cái buổi giao lưu như vậy nó góp phần mở ra những cái hướng mới cho sinh viên trong cái tiếp nhận những cái tri thức, những cái tính sáng tạo, cũng như là giao lưu học hỏi kỹ năng viết sách của những cái nhà văn nổi tiếng thế giới. Đó là thông tin trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Trang Hồ Văn Cường Fan Club thì mọi người vẫn đang kêu gọi nghe nhạc bài Ngược Dòng Yêu Thương của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, do Hồ Văn Cường trình bày ha, và trích lại những cái đoạn nói chuyện rất dễ thương của Cường. Đây ví dụ như đoạn này. Không, bất kỳ ai cũng ôm được, đừng có hung thôi. Hung bất chợt hay bị xỉu không cả nhà? Đấy, ai cũng có thể ôm được, nhưng mà hung thì phải báo trước, bất chợt mà hung thì hơi bị xỉu. Hôm nay mới nghe rõ cái câu ảnh nói là ai mà muốn hung thì phải báo trước để con có sự chuẩn bị, bất chợt mà hung thì hơi bị xỉu ha. Rất là dễ thương đó. Hôm bữa 30 tháng 4 thì chúng ta hãy giữ những cái cảm xúc như vậy. Chúng ta quên cái việc, chúng ta bỏ qua cái việc vé vọng đi, vì cái việc đó đã xong rồi, đã qua rồi ha. Chúng ta hãy giữ những cái cảm xúc ha. Rồi ở đây thì Xuân Mỹ cũng thấy mọi người chúc mừng show diễn 30 tháng 4 thành công. Những cái nụ cười. Vẫn kêu gọi. Đây một cái chi tiết nữa là cuối show Cường cuối chào. Đó, phần cuối chào của Cường đối với khán giả.
Cả nhà thấy không, cái ánh đèn bị cái ánh đèn nó dội ngược ngược sáng cho nên hơi hơi chói thôi ha. Cả nhà thấy một cái chi tiết cúi chào xong rồi vòng tay ôm trái tim, làm động tác tim với khán giả đó. Cả nhà nhìn ha, nè cậu Út vào công bên này kế anh Sơn. Rồi Cường chào, anh Sơn chào, kết show đó cả nhà. Một một hành động nhỏ cho lời cảm ơn của khán giả. Cả nhà hãy tiếp tục nghe cung đàn thương nhớ và ngược dòng yêu thương nhé. Rồi cô chú anh chị đừng nói xa Cường nha, rất dễ thương ha cả nhà. Rồi một một cái một khán giả cũng share một cái trang của Bob Music: Hồ Văn Cường ngày càng trưởng thành trong tiếng hát, truyền tải ca khúc đầy da diết bên chương trình Ngược Dòng Yêu Thương. Đây cả nhà cũng chương trình này thì ai cũng cũng tham gia rồi ha. Rồi rất là nhiều cái cảm xúc. Rồi cũng có nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy cũng viết show Người Thầy live show 4 sao giá vé không sao nè cả nhà ơi. Thì cả nhà ở đây Xuân Mỹ cũng thấy khán giả share vô ha, share vô group nói về cái giới thiệu show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy và cái poster ha. Cái poster thì chúng ta cùng ủng hộ nha cả nhà, ủng hộ 3 show nữa của Cường để trọn vẹn. Rồi một bạn cũng viết kèm cái hình của Cường lúa chín cúi đầu. Đúng rồi, câu đó là cái giống như chân lý rồi, chân lý trong cuộc sống. Cường luôn luôn tri ân và nhớ ơn. Trong cái câu trả lời với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trong ngày 24 tháng 4 thì con có người yêu chưa? Bây giờ thì con chưa có đối tượng để yêu. Hồi trước thì nói là con còn học, con chưa có nhu cầu yêu, nhưng bây giờ trả lời thẳng với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là con chưa có đối tượng để yêu, với lại con rất là bận rộn cho cái việc lo kinh tế, trụ cột gia đình, lo cho gia đình, lo việc học và lo nâng cao cái âm nhạc của mình, đúng không? Nâng cao cái tài năng âm nhạc của mình để đáp lại, rèn luyện âm nhạc, rèn giũa cái tài năng để đáp lại cái tình yêu thương của cô chú anh chị dành cho con. Như vậy là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nói là đại gia đình xanh đột chuối là tình yêu thương của Cường, đúng không? Là tình yêu, là tình yêu của Cường. Thì cái đó là đúng thôi ha. Cho nên Xuân Mỹ đăng lại những cái đoạn này, những cái hình ảnh này thì rất mong mọi người chúng ta hãy giữ những cái cảm xúc yêu thương thôi. Chúng ta những cái gì mà đã qua thôi chúng ta bỏ qua đi ha, chúng ta để xếp nó qua bên và chúng ta hướng tới. Hướng tới là cái show 30 tháng 4, 1 tháng 6 và 8, 30 tháng 5. Trời ơi cứ 30 tháng 4 hoài. 30 tháng 5. Hôm nay là ngày 3 rồi còn có 27 ngày nữa, cả nhà thấy vậy chứ nhanh lắm. Lay quay là tới à. 30 tháng 5 là mini show của Cường và 1 tháng 6 là mini show của Cường chứ không phải làm khách mời như show 8 tháng 6 ha. Hai mini show này rất mong mọi người ủng hộ để show rần rần như những cái show trước ha. Rồi đó là thông tin về vé cũng như là những cái show diễn ha. Đây đăng lại ba cái show diễn nè cả nhà, đó poster của ba show diễn ha. Rất mong mọi người, Xuân Mỹ xin đọc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109 ha. Xuân Mỹ sẽ kết nối mọi người với FC, với FC miền Nam là bạn Hồng Phước Đặng để mọi người đặt được chiếc vé. Một cái tin bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội ở Đồng Nai, cũng là Đồng Nai. Đồng Nai ngày 1 tháng 5 thì vụ tai nạn lao động làm 6 người đăng xuất ha. Còn Đồng Nai lại tiếp tục có một cái ca ngộ độc thực phẩm. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến 7 giờ ngày 3 tháng 7 giờ sáng nay ngày 3 tháng 5 thì các bệnh viện tại Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng. Theo đó thì bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh điều trị 321 ca, xuất viện 19 ca, chuyển viện 11 ca, điều trị tại nhà 96 ca. Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều ổn định, hiện đang tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân vào viện. Còn tại bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai tiếp nhận chữa 22 ca, trong đó 9 trẻ em và không có ca nặng. Riêng tại bệnh viện Nhi Đồng Nai đang chữa trị cho 12 bé, trong đó có 5 ca nặng. Cụ thể 2 ca đang phải lọc máu thở máy
là bé H 6 tuổi ở Xuân Hòa, Long Khánh. Bé H ăn bánh mì vào tối 30 tháng 4 đến 1 tháng 5 thì nôn ói. Ngày 2 tháng 5 bé nôn nhiều, co giật cho nên được chuyển vào bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được sơ cứu thì bé được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng Nai trong tình trạng hôn mê, tổn thương tim, gan, thận, ngộ độc nặng đó cả nhà. Các bác sĩ cho biết đang tiếp tục điều trị chăm sóc. Trường hợp thứ hai là bé A 7 tuổi ngủ ở Xuân Quế, Cẩm, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, cũng ăn bánh mì ngày 30 tháng 4, sau đó bị nôn, tiêu chảy, đau bụng. Bệnh nhi được đưa vào đa khoa khu vực Long Khánh rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng Nai. Sáng ngày 3 tháng 5 thì tình hình bệnh nhi A có cải thiện, huyết áp ổn định, tim ổn định. Giờ Xuân Mỹ đọc tiếp cho cả nhà. Thì đây một cái thông tin bên thông tin từ Sở Y tế, tính đến 7 giờ ngày 3 tháng 5, ăn bánh mì á cả nhà. Trong bánh mì có thể có ba tây gan á, hoặc dưa chua á, mùa nóng này là dễ bị ngộ độc thực phẩm. Phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Cụ thể, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị cho 321 ca, xuất viện 19 ca, cấp toàn thuốc cho bệnh nhân đang điều trị tại nhà là 96 ca, chuyển viện 11 ca. Hiện tại, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đều ổn định. Bệnh viện vẫn đang tiếp nhận bệnh nhân vào viện nhưng không ồ ạt. Còn bệnh viện đa khoa Cao Xu Đồng Nai tiếp nhận chữa trị 22 ca, trong đó có 9 trẻ em và không có ca nặng. Riêng tại bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đang tiếp nhận chữa trị cho 12 bé bị ngộ độc liên quan đến sự việc trên. Trong đó có 5 ca bệnh nặng nhưng đang được các y bác sĩ điều trị tích cực nên bệnh nhi có dấu hiệu khả quan hơn, diễn biến tốt hơn. Ngoài tiếp nhận những ca chuyển viện từ bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh thì một số gia đình cũng tự đưa con đi thăm khám. Ngày 30 là em uống mì măng. Xong rồi tới 34 cái nhà thì nó nhức đầu. Trước tiên là nó nhức đầu, cái là nhức đầu rồi nó chóng mặt lắm, nhức đầu cái chóng mặt xong rồi nó mới sốt. Thì em nghĩ là mình mệt, trời nóng mới nghĩ mệt. Xong rồi đau một thêm một tiếng sau nữa là bị tiêu chảy. Tiêu chảy liên tục, tiêu chảy xong là ói. Cái tiệm bánh mì đó chắc cái sáng nay em vẫn đi làm, em vô công ty cái đi gần 4 đồng nữa mệt quá rồi cái lên đây luôn. Thì đa số bệnh nhân vô đây theo những lời của các bệnh nhân khai thì họ bác sĩ đó cái mì về ăn, sau đó 3-4 tiếng sau thì bắt đầu là xuất hiện các cái triệu chứng về cái rối loạn đường tiêu hóa. Đặc biệt trong lần này thì ngoài cái chuyện mà bị rối loạn tiêu hóa, ví dụ tiêu chảy, ói mửa thì hầu như là trên 70% bệnh nhân là có sốt mà sốt liên tục, sốt rất là cao. Hiện tại tất cả các bệnh nhân cũng cảm ơn và cả đã bắt lên đạo bệnh viện từ tất cả các bác sĩ hệ nội cũng giống như hệ ngoài có trình độ chuyên môn tốt. Mình ra soát lại tất cả các bệnh nhân để điều trị một cách tốt nhất, làm sao không để diễn tiến nó phức tạp thêm và không để lại tai biến hoặc biến chứng gì cho bệnh nhân. Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết, nơi đây đang điều trị cho một bệnh nhi chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh lên trong tình trạng tiên lượng nặng, ngừng tim, ngừng thở, nghi ngộ độc thực phẩm gian bánh mì. Theo đó, bệnh nhi là em TGH 300 mấy tuổi, chục khách ăn ngày 30 tháng 4 lên giờ 400 mấy cái lượng nặng. Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, ngừng tim, ngừng thở. 469 ca. Nai vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhi TDNA 7 tuổi, ngụ tại thành phố Long Khánh và viện trong tình trạng suy hô hấp sốc nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hồi sức, đặt nội khí quản, ống dẫn chống sốc, truyền kháng sinh cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi này vẫn phải thở máy, lọc máu và bù dịch liên tục. Ngành y tế Đồng Nai đang nỗ lực điều trị người bệnh và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Huyên, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh Đồng Nai cho biết. Bệnh viện sẽ phải lập thêm một đơn vị điều trị. Giải thích lý do bệnh viện phải lập thêm một đơn vị này. 400 mấy là coi như gần 500 rồi. Dẫn tới quá tải nên phải lập thêm một đơn vị điều trị tập trung để dễ kiểm soát hơn. Các bác sĩ đã huy động từ bác sĩ khoa hô hấp hồi sức cấp cứu, khoa nội, nhiễm và điều dưỡng về đơn vị này để tập trung điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, 70 giường bệnh cùng trang thiết bị y tế đầy đủ, có thêm quạt máy đã được bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh huy động đầy đủ, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân điều trị. Liên quan tới vụ nghi ngộ độc bánh mì, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đã tiếp nhận điều trị cho 12 trường hợp bệnh nhi được chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn ngày 30 tháng 4 đó cả nhà. Tại tiệm bánh mì băng chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở thành phố Hồ Chí Minh để kiểm nghiệm. Đồng thời, trung tâm y tế, phòng y tế thành phố Long Khánh cũng đã kiểm tra cơ sở bánh mì băng. Kết quả, cơ sở không có
rồi 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 đóng cửa luôn, không có giấy phép, tìm nguyên nhân vụ việc, không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Các bệnh nhân cho biết tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Long Khánh. Thời gian từ chiều tối ngày 30 tháng 4. Sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau bụng thì một số người đã tự mua thuốc uống, tuy nhiên không khỏi. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, các bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo về tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì thịt. Ngay sau đó, đó cả nhà. À, như vậy là thông tin là do ăn bánh mì ở tại một cơ sở bánh mì Băng ở Long Khánh, và sau khi mà ngành y tế kiểm tra nhanh thì đây không có cái giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, như vậy là tạm thời đóng cửa ha. Mà Xuân Mỹ nghĩ chắc đóng cửa luôn, quá trời, gần 500 người ha cả nhà. Cái mùa nóng á thì cái việc ăn uống nó dễ ngộ độc thực phẩm lắm cả nhà, ở ngay tại nhà chúng ta cũng dễ bị nữa, chứ đừng nói chi quán xá. Thành ra là mọi người cẩn trọng ha, ăn thức ăn nóng với là đừng có ăn thức ăn mà nguội với lại qua đêm. À, nhất là buổi sáng á, buổi sáng thì ăn những cái món ăn mà nóng á, ví dụ có tức là trụng nóng, bún thì trụng nóng, hủ tiếu gì đó, ăn bánh mì là cẩn thận ha. Bánh mì thì có cái món ba tê gan á cả nhà, nó dễ bị ngộ độc lắm, với lại dưa chua. Rồi video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc nha cả nhà. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ ha. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Một lần nữa thì Xuân Mỹ khẳng định với mọi người, cho dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng Xuân Mỹ vẫn vẫn đi theo Cường. Đấy. Trên YouTube thì cả nhà đi đâu cũng nhớ là tương tác với kênh của Cường, để cho Cường có view, thêm view cho kênh, tăng tương tác với khán giả trên YouTube ha. Facebook thì chúng ta tương tác với trang fanpage này để chúng ta đón những cái thông tin mới từ Cường và xem những cái buổi livestream của show Cường. Rồi Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào. Ngày mai nắng vẫn còn.